buộc tóc như idol á. Ừ, ghê nhở. Để thử xem. Hello mọi người, bây giờ Thảo sẽ thử làm cái kiểu buộc tóc như idol như ban nãy. Đầu tiên là sẽ lấy cái chỏm này. Dễ phèo lắm mọi người ạ. Nha. Ok nha. Lấy một ít ở đây. Một ít ở đây. Xong rồi là mắt chéo như này. Xong rồi. Đằng sau đối sợi này toát cả mồ hôi vừa rồi. Đúng ạ. Úi trời ơi, cái gì vậy? Làm sao không? Mắt kiểu gì vậy? Ôi, mình buộc kiểu gì ấy? What, what? Mình buộc cái gì vậy? Ăn! Ôi là trời, tôi buộc cái gì đây trời? Ủa? Ủa, hai cái cọng tóc này? Ngày xưa là mình khéo mấy cái khoản tóc này lắm này. Đi học xong rồi còn kết tết tết từ bên này qua bên này. Xong buộc thì buộc bên nọ bên kia. Xong rồi mấy đứa lớp bên nó còn bảo con Thảo điệu chảy nước, điệu chảy nước. Thật là một cọng như thế này. Mình yêu quá. Chào cái này, sao bên này đấy. Ủa, sao mình trông họ làm đơn giản lắm mà sao giờ mình lại làm như kiểu này trời. Cái gì đấy Thảo? A few moments later. Tôi biết làm sao rồi. Là tại mình lấy không đều tóc. Vâng, sau khi xem lại video thì tôi đã thấy là tôi lấy không đều tóc rồi mọi người ạ. Đây này, đây vẫn còn một chỗ này. Cái kiểu này là phải có người khác làm cho mình ấy, hoặc là mình làm cho người ta ấy. Chứ mình tự làm ấy là khó căn tóc lắm mọi người. À đâu? Ban nãy người ta vừa tự làm thôi. Ôi con dở, ôi con dở. Thiết tinh là ta phải làm cho bằng được mới được chứ. Là mình phải lấy thành một cái hình lên như này mà ngoài này. Làm lại nhá. Chắc chắn mình phải làm được. Ok. Rồi. Một cái đường như thế. Xéo xéo à. Ôi giời, anh dày quá rồi. Vì mình hơi vụng ấy. Đây, còn cái này. Sao mình không làm được nhỉ? À, rồi. được, các bạn kéo tay một tí cái lúc mà các bạn chia tóc ấy nha. Khổ quá, đánh vật từ nãy rồi. Đây, dựng lên nó như này. Cái này các bạn buộc cho cân một tí. Lần đầu là bị Thảo bị lấy nhiều tóc quá, với lại là mình phải lấy xéo vào như này mọi người. Đó, là do Thảo để mái nên Thảo có nhiều tóc con á. Chứ mọi người mà kiểu đầu tròn tròn là để đẹp. Giống ai đồ không? Không. Và cái tip buộc tóc cũng khá là hữu ích. Dễ thương. Được cái tip này. Rồi idol bây giờ đi tắm chó đây. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé. Bye bye.